Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con là Lê Thị Mai Hương Pháp Giang Diệu Hằng. Hôm nay con thay cho vợ chồng cô Típ Pha Ly, hai cô chú ở tại Mỹ, phát tâm phóng sinh 49 loài chúng sinh, cùng tụng trì kinh Dược Sư. Nay chúng con bắt đầu thả những loài đầu tiên cho cô chú ngày hôm nay ạ. Xin chư Phật chứng minh và gia trì cho vợ chồng cô phúc thọ an khang, cùng phúc thọ an khang cũng như sở cầu được như nguyện ạ. Đấy là mong muốn của cô chú. Còn chúng con phóng sinh trời mưa đây, rất cái đó, trời mưa tiện phóng sinh cô ạ. Hôm nay chúng con có nhân duyên đây. Đây là những em chấm nhá, đây là chậu chấm trôi, là những loài cá rất là to. Đấy, em chấm đây xinh đẹp lắm. Đấy. Ôi trời ơi. Đấy, trời mưa này phóng sinh tiện lắm cô. Quá tuyệt vời này. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, chúng ta có 3 loài cá chấm sẽ là loài cá thả đầu tiên khỏe mạnh. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Xong chúng ta sẽ đến loài cá trôi. Ôi trời mưa cả. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ô chạy lên lấy cái ô đi. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con thả 3 em trôi này đi đã nhé. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thả trôi. Lấy cái ô đi. Không nên con tăng cố, mà cố tạnh mưa. Không tạnh đâu. Mai lại phải mặc áo mưa vào chứ. Không cần đâu, có con thì không cần. Đấy, con chỉ cần cái che em máy là được. Bắt đầu con thả tiếp đây. Chúng con tiếp tục thả lại các em cá chép. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Loài thứ 3 là loài cá chép. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây chúng con mới mua rất nhiều cá chép. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nhiều em lắm. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng con sẽ thả hàng chậu luôn cho nhanh. Đây, một chậu to đùng đây các bạn. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, thả lại em thích lắm. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ôi dồi ôi, em xinh đẹp thế. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây. Chúng con sẽ thả tiếp theo loài quá rất là tốt. Đây là chúng con là thả cá rô phi. Đây là cá rô phi to. Đây có một em chép bị lấn ở đây. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây là loài rô phi. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy. Rất em thích rô phi này. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cô mỗi lần con lấy ở cái chậu này cô quay vào nhé. Vâng. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Con cứ lấy từ đây thì cô lại quay ra thì người ta biết là một chậu. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây vẫn là loài cá rô phi nhé các bạn. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây là mỗi em chép lẫn vào. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Tiếp tục là con cũng thế nhé cô nhé. Con cứ lấy cái chậu ra cô lại thế. Đây vẫn là một em chép lẫn vào này. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Loài tiếp theo chúng con thả là loài cá chim. Cá chim em sẽ hình thù như thế này đây các bạn. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thôi cô Típ Pha Ly nhìn. Đây là loài cá chim cô ạ. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, cá chim khỏe lắm ạ. À. Đấy. Mọi người, cô Típ Pha Ly nhìn cá chim này. Đấy. Đây là loài cá chim. Đấy, hôm nay là tại vì là buổi đầu tiên con phóng sinh thì là con phóng nhiều cho cô cá chép để cô mạnh, cô và chú mạnh khỏe. Vì hôm nay nhân duyên con gặp được nhiều cá chép. Đây vẫn là các loài cá chép đấy các bạn. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cô ơi, đây vẫn là loài cá chép cô ạ. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, hôm nay lại có mấy em và cá vàng này lẫn vào đáng yêu thế. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, những em này to lắm. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Tây Cảnh Mừng Mừng Bơi Vào Tự Nhiên. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Tiếp tục lại thả một chậu nữa cho cô. Đây là một em cá rất xinh đẹp. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy, một chậu xinh đẹp lắm. Đấy. Và em cá vàng xinh đẹp này đây. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy, thì hôm nay chú con đã thả được từng loài loài cho cô trước tiên để cô khỏe mạnh mới cùng chú nữa. Con cảm ơn cô Tiếp Pha Ly. Chú con bây giờ lại tiếp tục phóng sinh cho vợ chồng cô Tiếp Pha Ly ở bên Mỹ và 49 loài trùng xanh. Và bây giờ chúng con tiếp tục loài tiếp theo là loài cá mè. Đây là một chậu cá mè rất lớn, cá mè bên của con. Em khỏe quá và trơn. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Toàn hướng cái đầu em con thôi. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Quậy kinh nhỉ. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Cá mè khỏe hết. Hôm nay chúng con lại tiếp tục thả cá rô phi vào trước này. Cá rô phi này rất là tươi và xinh đẹp và to ở chợ, nên là con lại phóng trên cô để cho cô khỏe mạnh. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy, con dơ lên là nhìn thấy em dâu phi đúng rồi. Hôm trước mẹ không dơ lên đâu, sợ cô chưa biết em dâu phi. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Dơ lên. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nhiều thế, nhiều thế. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam mô Giật Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Chúng ta bây giờ sẽ đến là loài các em cá diếc ạ. Đây, ở miền Bắc bọn con hay gọi là hay có loài cá này để gọi là lấu canh, gọi là cá diếc ạ. Nên là đã ăn cũng nhiều nha, bọn con được cả một chậu luôn. Con cứ thả theo chậu đấy,
bê mấy em lên thử cho nhìn cá giếc thôi. Để có cho cô Tiffany nhìn các em cá giếc để cô biết cá đấy. Đấy, các em là bóng da hơi bóng bạc và thân như thế này là gọi là cá giếc ạ. Và hay có bầu, các em giếc nhỏ xíu này nhưng mà tần hầu như là bầu ạ. Đấy, đúng rồi. Nam mô Dược Sư Lưu Ly đấy. Đây là gọi là cá giếc cô Tiffany ạ. Đây thì hình dáng của em là như này. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Thôi, con thả cá chậu rồi các bạn cho nó gì tớ ra nhà. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Đẹp thế. Đây là cá lóc ạ. Con hôm nay có nhân duyên được cá lóc rất là to ạ. Đây, cá lóc to lắm ạ. Mỗi con này là 1 cân đây ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Con đi ra xíu đi không? Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Em có Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật. Đây là cá quả hoa, lúc đấy là cá lóc. Đây là lóc, Việt Nam gọi là lóc, còn nuôi là cá sục to gọi là cá lóc. Còn đây là bọn con là cá quả hoa. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Phật. Đây là người mẹ và hai đứa con đây. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Đấy, các em cá quả hoa thì sẽ hoa vét như này khác. Em cá sục hay còn là cá lóc thì Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật nhưng vẫn là họ cá lóc đấy ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Chúng con hôm nay đã thả con từ ngoài cho cô Tiffany. Nguyện cầu Đức Phật Giáo Sư Quang Minh Phật gia trì cho chúng con, cho cô vợ chồng cô Tiffany được phúc báo này mà khỏe mạnh, an khang trường thọ và sở nguyện được viên mãn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục thay cho vợ chồng cô Tiffany ở bên Mỹ tiếp tục phóng sinh 49 loài chúng sinh. Và hôm nay chúng con có nhân duyên được phóng sinh các chư vị ở nơi đây. Đầu tiên chúng con sẽ thả. Đây, con thả em nhé. Em cá ấy đi. Đấy, em lươn. Nam mô Dược Sư Lưu Quang. Đây là loài tiếp theo, là loài lươn ạ. Dạ, chúng con hôm nay có nhân duyên được thả em lươn nè. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. 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 Nam mô Dược Sư Lưu Quang Minh 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 Phật. Con thả em nheo đi nhé. Không đi vào cũng được. Cá nheo đây là cá nhân chân của con, cá nhân chân được thả các em. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Minh Phật. Để em cá nheo đầu tiên. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Minh Phật. 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 Em cá nheo bơi rất đẹp. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Minh Phật. Ui, yêu đẹp. Cái cá chậu ấy con thả luôn đi. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu của em nghe liên tài lẫn là chúng ta qua ngày thứ hai rồi. Đây chúng con sẽ thả là các em trạch. Đây là các em trạch sông, hôm nay chúng con có nhân duyên đấy. Con thả một hai con thôi, còn đâu con sẽ thả cá chậu. Mời con ạ.
to đâu. Những em to là những em rất là khỏe mạnh và đang mang bầu. Mà chúng con đấy, những em mang bầu là bụng em sẽ cái chỗ này là nó cứ trương lên. Nam mô Phật sư Lưu Quang Long Phật. 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 Đấy, các em sung sướng được về với sông nước. Con thả những em để cho em ếch. Đây là ếch, có hai túi ếch nhá, mẹ mua được. Đây. Đấy, con thả đây. Đây là hôm nay là cả đều là ếch, nhưng mà một số loài là một số. Đây, cái túi mà lưới này là ếch người ta gọi là ếch tự nhiên, còn ếch kia thì người ta nuôi, bọn con vẫn mua hết. Thì hai loại ếch khác nhau. Ếch tự nhiên thì nó chạy nhanh lắm. Chỉ có mong người ta đừng ăn ếch thôi. Nam mô Phật sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Quang Vương Phật. Đấy, chuẩn bị nhảy đấy. Cái nó nhảy thì nhảy nhanh lắm. Nam mô Phật sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Quang Vương Phật. Những em ếch xinh đẹp. Đấy, bây giờ em con sẽ thả là em nhái. Hôm nay có một em rắn ráo. Có thể đây, chúng ta sẽ nhẹ trên mượn em ếch thêm một chút. Mấy bọn con thả chỗ này có nhiều cây đẹp lắm. Thì hôm nay là đúng là nhờ cô Tiffany mà chúng con thả được là loài nhái này. Không, các em nhái hôm nay sẽ bị làm như là làm ếch. Chứ con lấy em rắn ra trước, trong này có một em rắn ráo. Con chỉ lấy em ra trước. Em rắn ráo là rắn quý đấy ạ. Là rắn ráo khác, rắn nước ở điểm là cụm của em sẽ màu vàng. Đấy, trong này có 1-2 em thôi. Đây là em rắn ráo ạ. Đây là loài rắn mà cụm em sẽ như thế này. Đấy, con đổ ra nhái thì nhảy nhanh đó bạn. Thôi kệ, trong đấy có một em rắn nữa. Kính được chú con thả cho cô Tiffany nhiều rắn nắng. Đấy, ra được 2 em rắn nhá. Nhái thì là họ nhớ ếch đây. Đây, có một con nữa. Đây là như là chúng ta ăn không nhỉ. Các em nhảy xinh xíu. Đấy. Đây, bây giờ là rắn nước. em nhảy ở đây này. Thế là sau là con mua được cả chê luôn. Đấy, em rắn nước, đặc điểm của em nó sẽ thổi nhảy nhanh, nó cũng thổi bơi nhanh thế. Đấy, rắn bụng của em sẽ vằn mà nó không phải là màu như lúc nãy là cái em rắn ráo. Đấy, bụng sẽ vằn như thế này. Đây là chúng ta vừa thả là rắn nước. Em nhảy nhanh nhỉ. Đấy, đã đi dưới không nhìn thấy em rắn đâu. Con đằng sau con là cá chê đấy. Sau lưng con là chậu cá chê. Còn cá chê đây. Ừ, có một chậu xanh đi. Chúng con tiếp tục thả cho cô Tiffany là em chê. Đây gọi là cá chê ta. Còn có cá chê lai luôn. Đây có nhiều loài lắm. Đây là cá chê ta. Thì các em nó nhỏ nhỏ thế này và tươi tỉnh, xinh đẹp thế này. Cá chê thì khỏe. Đây có một em xây sát được cứu sướng thế. Đấy, tuy em như thế này nhưng em vẫn được đấy.
là chê ta đấy, thầy sát thương nhé. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Bây giờ con sẽ quay lại con thả các em chê lai nhá, một bao luôn. Đâu? Đây, một bao nhá. Trắng trắng. Ừ. Vậy, mình sẽ đi ra hướng đấy, con đỡ về cổ. Cả cua nữa mà. Cái này rất nhiều loài luôn. Để con sẽ đi ra bên này, con dễ thả hơn. To mỗi em có thể là 2-3 kg, có lần mọi con gặp là 5 kg. Hôm nay chúng ta sẽ là cái em chỉ là con như thế này, một cái chân cá mà có từng này em ta mua được sư lưu cho em vật to lắm. Em chê lai thì khỏe khủng khiếp nhỉ. Em đẹp thế này hơi giống cá nheo nhưng mà thịt của em lại khác cá nheo. Đấy, đấy. Em cho này. Em đã không biết hướng đi. Về đấy đi, em tìm ác là ra. Con thả cua, đằng sau con. Mẹ phải tìm đường chê lai. Con ra đằng kia kìa, con thả nhé, bởi vì nó sẽ men theo cái bờ này, người ta sẽ dính nhìn thì nó ra ngoài đây. Dược sư lưu con cứ thả đi, mẹ thả. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Hôm nay chúng con có nhân duyên thả phóng sinh tiếp cho cô Típ Phan Ly là ba loài chúng sanh. Hôm nay là có cá lăng, cá ba sa và đây là các em bống. Thì hôm nay con sẽ thả các em một mình, tại vì nếu mà cái này mà không thả ngay thì sẽ rất nguy hiểm. Đây, trong này này. Đây là em cá ba sa đây, con phải cho các cô Típ Phan Ly nhìn này. Con xin phóng sinh cho cô Típ Phan Ly 49 loài chúng sinh, đây là loài thứ 43. Thì đây con phải cầm đuôi này mới nhìn được. Con phải cầm bằng tay như thế này. Không thể một mình tay mà có thể. Đây ạ, cho cô con. Cô ơi, cá ba sa là em như thế này đây ạ. Đấy, đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đấy. Ra ngoài sông sâu, đấy, vui quá. Đấy là em đây, còn đây là cái em cá đây này. Ui giời, đây là cá, lúc đấy là cá ba sa, còn đây là cá gọi là cá lăng. Cá lăng là cũng là thuộc về cá, giống cá ba sa, nhưng mà thân của em sẽ kiểu như này, mặt sẽ tròn trịa hơn và da sẽ bóng như này. Đấy, con cũng chắc con phải cầm như thế, cầm đuôi của em thì sẽ dễ hơn. Ra đây sẽ nhìn em dễ. Ui, đây em này là em lăng. Thì đây là em lăng hình thù sẽ thế này, hơi giống em đấy, hơi giống em ba sa, nhưng mà em một giờ sư lưu ý quang vương Phật đấy. Thế là con đã thả xong hai loài rồi, cá lăng và cá ba sa. Tiếp tục đây là những em bống, đây là em bống ta đây. Đó, em bống hôm nay cả một cái lô đấy, cá bông là cá bống, là cá giống như là cá gọi là cá gọi là cá đây, kiểu như là cá giống như là bó sát ở dưới ấy. Em ấy sẽ sống ở kiểu như là sống ở dưới cái những viên đá này, nó không bơi lên sâu đâu. Đấy,
đấy, cá bống này, cá bống sông đấy cô. Đây là cá bống ạ, cá bống ta con tiếp tục thả cho em này. Đây con phải đây, em thứ hai này, các em sẽ mò à, mò ở đấy, các em sẽ bơi sẽ bám vào những cái cành đá để sống nhá. Đấy, đây tiếp tục này, chỉ có đây, các em sẽ rất thích sống ở những cái cành đá này đấy. Ba em đây, các em này sống rất tươi tươi trẻ nhìn thế này, nhưng mà đấy bơi xuống đó. Đây cô nhìn này, các em bơi ở dưới lòng sông này, chỉ có mình nhìn được thôi. Đây con này chọn mãi mới được từng này em, mà còn sống để con cứu các em, nhưng mà thế là tốt rồi, bởi vì một mạng cũng quý. Nam mô Giật Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đấy, các em bơi là bơi. Nam mô Giật Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đấy, lặn ở dưới cái gành đá này như thế. Con tiếp tục này. Đây con tiếp tục được ba em nữa. Đấy cô nhìn này, nó cứ bơi theo kiểu bơi tít ở dưới cái đấy. Đây là hai em luôn, cho các em đi đấy, bơi thích lắm. Đấy, bơi ra một tí xong lại xuống, lặn xuống cái em đá đấy để nằm dưới đấy. Hãy tiếp tục phóng sinh cho cô Tiffany ở bên Mỹ cùng vợ chồng của cô, phóng sinh 49 loài phóng chúng sinh cùng với tụng kinh dược sư. Thì nay thì con tiếp tục được thả những loài tiếp theo là những loài sau đây. Đầu tiên là cá rô đồng, ở miền Bắc gọi con gọi là đây là cá rô đồng. Cá rô đồng này lên để khô sẽ khỏe đấy. Và con ăn được từng này các em đấy. Đây là các em cá rô đồng ạ. Đây là những loài cá rô đồng chúng con được thả. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, đây là gọi là rô đồng ạ. Đây, nếu mà cô chưa nhìn rõ cô Tê Văn Ly ạ, cá rô đồng là như em này để ăn mấy rau cải đi ạ. Thì đây, họ rất là thịnh ăn. Đây con mua. Đấy, được rất nhiều cá rô đồng. Sau đó thì hôm nay chúng con có nhân duyên gặp một em cá chép, cá chấm. Đây, người ta gọi là cá chấm đen. Hôm trước chúng ta là thợ phóng là cá chấm trắng và cá chấm đen. Em này là tận gần 4 cân cô ạ, mà người ta hay ăn lẩu lắm. Con có thể cho ở đây. Ủa, khỏe khỏe lắm cô ạ. Đây ạ. Thực ra cái chậu này không vừa được, nhưng mà cô Tây Phan Ly, đây là chấm đen ạ. Đấy, khỏe lắm. Đây là chấm đen ạ. Đây con, đây là loài cá chấm đen để bọn con thả cho cô đây ạ. Đây, đấy là con đã thả xong rồi. Hôm nay bọn con có nhân duyên là trong đây là bọn con thả là có cả cá, người ta gọi là cá thâm sắt. Cá thâm sắt cũng là một món này, bọn con mua được. Đây là nhiều quá, còn nhiều cá loại cá lạ lắm. Đấy là em chép. Tại vì cô chưa nhìn thấy em cá săn sắt nên con sẽ đổ ra cho cô nhìn. Cá săn sắt là một dạng cá, nó giống như cá cảnh nhưng mà nó đấy, nhưng mà nó không hẳn là cá cảnh. Đấy, nhiều thế nó ra hết rồi đây. Con muốn cho cô nhìn đây, cá quả con mua thêm được cho. Đây, cá sắt sắt là em này ạ. Đây có em này. Đây, con mua được cả một chậu luôn. Đấy, tức là cá sắt sắt này là, đây có một em cá sục rồi. Đây là cá sắt sắt đấy ạ. Đấy. Thì đây con được một chậu cá sắt. Con vẫn muốn cô nhìn thấy. Cho cô nhìn rõ hơn. Đây là cá săn sắt ạ. Đấy, cá săn sắt người ta cũng dán đây. Đây là cá săn sắt ạ. Đấy, cái này con thêm được một loài nữa. Rất là tươi và khỏe ạ. À, mùa này thì thả cá khỏe lắm ạ. Đây, tiếp tục hôm nay chúng con phóng sinh cho cô. Ra hôm nay con mua được rất nhiều cá, nhiều tôm, nhưng mà tại vì là con đợi con gái con đi học về nó hơi lâu, mà hôm nay con mua được là những em tôm gần như là tôm sông, nhưng mà tôm loại tôm to nhất đấy ạ. Đây,
mỗi em nó đều to thế này cô này. Đấy. Vẫn bơi tung tăng đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại nay chỉ còn từng này là con đã lọc bị đâm rồi. Đấy. Là những em tôm như này vẫn bơi đây. Đấy. Con phóng lên cho cô nhìn đấy, là những em tôm. Đấy, tôm sông mới được to như này cô. Con đấy con chỉ cứu được đấy. Nên mua giờ suy con vương Phật. Đi ra ngoài đi cứ. Và cuối cùng. À quên, không phải cuối cùng. Mà đây. Hôm nay con được thả cho cô là hến sợ à, gọi là hến suối. Khỏe lắm cô. Và đây là hến cuối là họ nhà hến nhưng mà nó ở suối cơ. Và đây con thả cho cô thêm là ếch, tại vì hôm nay con biết là mua được ếch người ta bắt tự nhiên đấy. Mà cô đang mấy chú ốm thì nên dùng loại này cho khỏe. Và mình sẽ phóng sinh ra cứu các em ếch. Nam mô dược sư lưu quang vương Phật. Đấy, nhiều em mập đi nhanh lắm. Đấy lại được thêm mấy em rắn nữa. Nam mô dược sư lưu quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu quang vương Phật. Đấy, con nào mua được thêm được ít rắn. Ít rắn với ếch này, nó khỏe ạ. Quan trọng là con rất ít khi được gặp các em ếch tự nhiên đấy. Đây là như sáng nay cô Tê Văn Ly con nó mở ra con động một cái nó khép lại nhìn nó sức sống lắm, nó yêu lắm. Đây. Đây là em nhà loại nhà hến nhưng mà còn gọi là hến suối khỏe đấy. Đây gọi là hến đại đi đấy, hến suối to và khỏe như thế này. Đây, đây là 10 cân nhé cô. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Tiếp tục thả cho cô Tiếp Phân Ly 49 loài chúng sanh. Hôm nay chúng con có nhân duyên thả là em Hến Ta và em hôm nay là một em 33. Con thả em 33 trước đi. Đây chúng con bắt đầu thả là em 33 trước. Em 33 này nhờ có cô Tiếp Phân Ly mà đã được tự do, không bị ăn thịt. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Đấy, em mới hẹn đẹp này, ui vàng ưa xinh thích. Đấy. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Ui, em này xinh đẹp thế. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Đi cơ. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Lại lên trên này. Lên đi xuống đi. To nhỉ. Đây sẽ có đúng rồi. Hay thế. Hàng ươm. Ui, dưới thả xuống dưới đây rồi. Không biết đường đi xuống. Đây rồi. Để đây. Để quay ra này. Quay về con sợ lên bờ thôi. Đúng rồi. Đấy, thế nhỉ. Thôi đừng con. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Không phải dùng bàn tay con bắt em chứ. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô dược sư lưu ly quang vương Phật.
Vậy con đi của mình, con có nhân duyên phóng sinh loài cá vền và em trùng trục cho cô Tiffany ở bên Mỹ. Vợ chồng cô phát tâm phóng sinh 49 loài chúng sinh. Đây là cá vền sông. Hôm nay con phải đi thả ngay ở bên bờ sông một mình con đi. Bây giờ đây là loài cá vền ở trong cái thùng này và bên cạnh là trùng trục. Con sẽ thả cho cô ạ. Cô Tiffany, đây là em cá vền, em rất là đẹp, cá sông chính hiệu đấy cô. Con bắt đầu thả. Nam mô Dược Sư Lưu đi cô Vương Phật. Này, đi đi cứ. Đấy. Đấy. Đi đi khỏe đấy. Đấy, đã khỏe đi rồi. Nam mô Dược Sư Lưu Phật, nó mới lên mặt nước nó hơi yếu một chút. Nhưng mà tất cả ngay xong cũng bắt được cô ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật đấy. Đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật hai em. Đây một thùng gồm 7 em, con mua theo số 7. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Đấy, Nam mô Dược Sư Lưu Quang nhìn này. Em hồi lại bơi này. Đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật em thứ ba. Nam mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật đấy. Các em này đều muốn sống này. Nam mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy. Em thứ tư. Nam mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Đấy. Chúng ta tiếp tục phóng sinh trước đấy. Các em khỏe lắm mà tại vì là lạ nước đấy cũng. Nam mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật đấy, em thứ năm. Đấy, chúng ta đã cứu được những em cá ở sông. Chúng ta tiếp tục hai em này nữa. Đấy, là nước sông đấy cô. Đấy, đấy bơi trong thùng xốp mà còn như thế. Em thứ sáu, Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Đây, và em cuối cùng xinh tươi quá cô nhỉ. Đây, cá vền nha cô ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Em thứ bảy cuối cùng của chúng ta đây. Đấy, em rất xinh đẹp. Đây là em cá vền thứ bảy. Đấy, bắt đầu. Đấy, thế là em thứ bảy. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Thế là đã, chúng ta đã cứu được 7 em cá vền xong rồi. Bây giờ con sẽ thả các em này là em về trùng trục ạ. Đây là loài trùng trục. Gọi loài trùng trục này thì thực ra trong các loài trai hến ốc thì là trùng trục người ta thích ăn nhất. Và nó cũng hơn rất là nó cũng đắt tiền nhất. Nhưng mà quan trọng là nó đặc biệt ấy. Hầu như họ bị mua để ăn trước các con này con thích. Nhưng mà hôm trước thì họ đã mua hết rồi. Nên hôm nay con được từng này em trùng trục. Đây cô ạ, trùng trục, đây trùng trục to lắm. Đấy, có một mình con thả nó không được đẹp, cô thông cảm nhé. Cô Tiffany ạ, Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Đấy con cứ thả cho đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật, con vui nhất là cứu được các em vèn. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Đây, Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật, ở đây con mua được. Là được rất cái túi này của người ta. Vui quá cô ạ, mà toàn cái to lắm kìa, cái em trùng trục to lắm không. Em đỡ bị ăn, thương quá. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Con có thể đổi ra cái chỗ xốp và cho đẹp hơn. Cho con nhìn nhé. Đây là nó ra đây. Đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quan Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư.
sư lưu như gươm ông Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con hôm nay có nhân duyên thả lốt 4 loài chúng sinh cho cô Tích Phali ở bên Mỹ. Vợ chồng cô phát tâm thả 49 loài cùng tụng kinh dược sư. Nay là những loài tiếp theo con có nhân duyên được thả. Đây, hôm nay con có 4 em, 4 loài khác nhau. Đây sẽ có, đây là em rùa nước sọc nâu. Em rất là dễ thương và to hơn em sọc xanh kia bình thường. Đây là một em rùa rất là xinh đẹp. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chúng ta sẽ theo hành trình của em một chút. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Và tiếp tục. Đấy, đây là em. Còn biết tiếp tục của con bây giờ là Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây là em rùa nước. Ui em kia vẫn tiếp tục này. Rùa nước mai xanh. Đây. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Xinh lắm. Nó xinh lắm. Nam mô, em này lặn xuống luôn này. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Ô, em kia, em đây. Em này thì vẫn đang ở đây đây. Vẫn chưa xuống nước mà trong đó em này đã lặn rồi. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Bây giờ tiếp tục. Chúng con thả tiếp là em hôm nay chúng con có nhân duyên gặp là em cá kim sơn nhá. Cá kim sơn rất là hiếm. Em khỏe lắm, khỏe cực kỳ đây. Và có em lóc, em cá lóc, cá lóc cái gì xanh nhỉ, có tự dưng em quên. Cá lóc vảy xanh. Đây thì con sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng này, của các em khó lắm. Cả em kim sơn này đều khó bắt. Đấy. Em nhảy kinh, em đã tự nhảy ra ngoài rồi này. Ui, đấy. Bóng nhẫn là nhảy, ui. Công nhận khỏe thật này. Con không lỡ bắt luôn này. Đấy, em cá kim sơn. Đây là cá kim sơn khỏe lắm. Đây, đấy, trong cái ngách này đây. Đấy, mà đấy, cá kim sơn em lại đã ra bờ sông rồi. Con không ngửa lên được, đẹp lắm. Ủa, nhảy khủng khiếp luôn. Và cuối cùng đây, đây là em cá lóc vảy xanh đây. Ở trên của em vây xanh của em trên nó cũng là, em là một loài cá lóc nhưng mà giống như một cá lóc cảnh ấy, tức là sống ở dưới sông đây. Tức là em sẽ như thế này. Tức là cái vây trên của em sẽ có màu đỏ và hơi xanh. Đấy, tức là cái đuôi và cái vây, cái dàn vây nó sẽ là có cái tia đỏ và vây xanh. Đấy, em sẽ đẹp hơn cá lóc bình thường. Là điểm là cái vây của em sẽ xanh như này. Sẽ hơi tía đỏ, nhưng bơi thì mới thấy được. Đấy. Con chỉ có mỗi mình em này. Cái này có thể mua nuôi làm cảnh được nhưng mà không lên thế. Đây, cái đuôi của em này, đấy. Cá lóc vây xanh sẽ xinh đẹp như thế này đây. Đấy, và em đã bơi rồi. Đây vẫn là sông mà con đã thả. Đây có một chỗ bụi cây để con ngồi đây cho nó yên tâm. Đấy, bên kia là như thế này đây. Đấy, con đã thả xong 4 loài. Mỗi tội là em cá kim sơn khỏe lắm, đã đi mất rồi. Thế đây là bờ sông con thả lốt 4 loài. Con cảm ơn cô Tiếp Vali đã gia trì cho con. Cùng chư Phật, chư Bồ Tát đã gia trì nguyện cho cô cùng chồng cô sẽ khỏe mạnh, an vui, phúc thọ. Cũng như vợ chồng cô ý nguyện được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như chỗ này bờ sông của chúng con. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy,
em rùa có em rùa sọc lâu và em rùa sọc xanh. Thực ra em rùa lâu đấy có tên nữa là con quên tên rồi, tên này phải tra trong họ rùa, nhưng mà người bán người ta sẽ gọi là rùa sọc lâu và rùa sọc xanh. Thực ra thì da, trên da của các em đều khác nhau. Em kia là nó nâu 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 mà nó lâu kiểu dạng như là nâu nâu bóng, còn sọc kia thì em lại hơi bị vằn vằn kiểu dạng như thế. Con thấy như thế, con chào cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con hôm nay tiếp tục thay cho vợ chồng cô Tiếp Vali ở bên Mỹ tiếp tục phóng sinh 49 loài chúng sanh, và đây là những loài tiếp theo của chúng con. Và hôm nay cô Tiếp Vali ạ, chúng con có nhân duyên được phóng sinh cho cô là loài tiếp theo là cá rêu hồng ạ. Đây là một cái em cá rêu hồng rất là to. Đấy. Mình em một cái chậu xinh đẹp này. Em là cá rêu hồng. Thực ra em là họ nhà Tô Phi nhưng màu sắc là màu hồng của. Đấy thì sông rất là xinh đẹp và thơ mộng. Và tiếp tục thả tiếp ở đây. Hôm nay bọn con có nhân duyên gặp em ốc này trước. Đây là một ốc mít ở bên nhà. Đây là món ốc mít này đây ạ. Ốc mít có màu vàng và có những đường vằn vằn này cô Tiếp Vali ạ. Đây là ốc mít ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quang Minh Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quang Minh Phật. là bên tay này đá đây đấy, đây là nơi ốc vặn đúng rồi đấy, thì con sẽ thả ốc vặn sau. Và đây là ốc đá, họ nhà ốc dạ đây, con thấy thế. Nam mô Dược Sư, ốc đá thì xanh và nhẵn. Nam mô Dược Sư Lưu Quang Phật, nó ăn thì ruột nó dày hơn thì gọi là ốc đá. Dược Sư Lưu Quang Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Quang Phật. Cho cô thích con đi cái gì nhiều. Nam mô Dược Sư. 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 Nam mô
còn tiếp tục là hôm nay con cũng mua cho cô là một chai. Do đông này thì người ta sẽ ít ăn hơn, còn mùa hè thì nhiều hơn. Đây, hôm nay mua cho cô một chồng chai, còn những em chai to và những em chai nhỏ lần lượt. Chúng con sẽ phóng Nam Mô Dược Sư Lưu Vong Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Vong Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Vong Phật. Đây. Chúng ta có thể dịch chuyển ra một chút không ạ? Con ném vào hướng này nhé, tại vì mình vừa ốc và cái mình sẽ đúng rồi đấy con, nhưng mà con ném chéo nhá thì sẽ hay hơn cho đối tượng là một chỗ. Nam Mô Dược Sư Lưu Vong Phật. 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 Nam Mô Dược Sư. Nam Mô Dược Sư. Rất ngoạn mục. Nam Mô Dược Sư. Nhân duyên thả cho cô Tiffany, vợ chồng cô ở bên Mỹ. Hai loài tiếp theo ở đây là túi chim di và đây là ốc dạ, đây là dạ của rơm dạ đấy ạ. Thì loài ốc này chúng con mới được thả cho cô. Đây là loài chim di ạ. Chúng con bắt đầu thả. Con nói đi. Con chào cô Tiffany. Nay con thả chim di. Đúng rồi. Thế bắt đầu con bốc từng em ra cho cô nhìn thấy em di xinh đẹp lắm. Đấy, cho cô nhìn con em di đây. Ôi giời, sát mặt. Đúng rồi, đấy, chim di đấy. Ôi giời, được rồi, ok. Đây cây đây nhá. Cô đứng lên cây, bác đứng cây cho con thả lên cây. Con lại tung đấy làm bác. Được rồi. Đẩy đầu em mới đây. Đấy, chim di. Bây giờ bỏ cầm, không phải cầm đầu. Bây giờ cho cô nhìn thấy em cánh của em này. Đấy, đấy, bọn con thả đều là em chim di rồi. Con tung đi. Nam Mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Tiếp tục nhá, cái này thì làm sao cầm mỗi chỗ ấy thôi để xè ép cánh ra, đúng không? Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nam Mô Dược Sư Lưu Kệ. Nam Mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Cô nhìn cánh của em ấy nha. Nam Mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Di Quang Vương Phật. Được rồi, em này phát tiếp vậy. Nam Mô Dược Sư Lưu Vương Phật. Được rồi, cái đầu bông đấy. Được rồi, bây giờ là mình, bây giờ bác tiếp tục quay con cầm em túi dạ đi xuống sông của mình luôn, tại vì rồi ta đi dòng đấy, đi thẳng xuống cái sông đầy cây xanh này. Đấy, như sẽ thả cho cô Tiffany sẽ quay trực tiếp đi xuống dòng sông rất là đẹp. Quay cũng có thêm được hai loài cho cô. Đấy, và sông này đẹp này. Đấy, sông đây. Đấy, con đi. Đấy, bác đi xuống với con mà đây là tại bác dừng làm tí, bác quay con. Đấy, cô thấy bờ sông của con rất là đẹp. Sông Việt Nam chưa đi. Sông Cô Tê. Đấy, đây ốc dạ, con cầm lên, con cầm một lắm lên cho cô nhìn. Đấy, đây gọi là ốc dạ đấy ạ. Gọi là rơm dạ đấy. Đấy, đúng không? Sinh nhập giống em ốc nhồi nhưng mà là kiểu khác. Rồi, con đây.
ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hôm nay có nhân duyên thả tiếp tục loài 42 cho cô vợ chồng cô Tiffany ở bên Mỹ. Đây là chim chúng con thả tiếp theo là em chim bồ câu trắng. Đây là một em chim bồ câu đây ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Mô Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Mô Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Mô Phật. Nó cũng bộ cánh lâu quá, mẹ không tháo cánh ra. Để em nhảy lên. Đây chỗ rừng mà con thả. Thôi em cứ đi theo hướng đấy nữa đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con hôm nay tiếp tục thả 49 loài chúng sinh cho cô Tiffany ở bên Mỹ. Cô phát tâm, vợ chồng cô phát tâm thả 49 loài chúng sanh. Bây giờ bọn con tiếp tục thả là các chư vị tiếp theo là chư đầu tiên sẽ là em trà màu núi. Màu như thế này đây ạ. Đây là em trà màu núi ạ. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đúng không? Đúng. Trà màu núi. Trà màu núi đấy con. Màu như thế. Nam mô Dược Sư đấy. Em hót hay nhỉ? Ui, hót thánh thót đấy. Quên thông zoom rồi. Ui, giọng không nhận. Thế à, mấy cái con xanh xanh màu nhỏ ấy. À đây gọi là chim khuyên. À đấy. À hôm nay thì bọn con là có nhân duyên được gặp các em chim khuyên này rất chi là vì em bọn con thả là 7 em. Đây 7 em cơ. Ừ, tại vì cho dễ, tại vì có 15.000 một em nên là 7 loài cho phần tiền. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đứng ở đây thì mình cho dễ. Chúng con đang tiếp tục thả vẫn là các em chim khuyên. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đấy. Có còn nhìn rõ hơn không? Có, giờ lại tiếp tục nhìn rõ lần này mẹ quay. Xinh đẹp lắm. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, em là chim khuyên thứ ba ạ. Ở đây. Đấy. Cái này mới sống động này, em thứ ba. Xong rồi cái đây em con mở ra cho em xong. Ok kệ thôi. Đây. Nam mô Dược Sư năm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đây, thế thương à. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. La lốt là xong. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật đấy. Em vừa bay lên, chúng ta tiếp tục. Đây. Em này là xà hót hay thế, đấy hót. Con này là xà mặt, con gì xà đất. Sáo đá. Đá. Đây, đây là sáo đá. Đây em sáo đá đây rất đẹp, màu đẹp lắm. Từ để con quay được rồi. Đây mẹ quay. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đây em sáo đá. Đây là em sáo đá thôi. Ui, em nào cũng hót hay nhỉ. Nam mô Dược Sư Lưu. Đây, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Đấy, hoặc lên má ơi. Đi. Tiếp theo đây. Cái gì mà phối kỹ thế?
xanh xanh. Đây là từ đây là quế lâm. À đúng rồi, đây em quế lâm, quế lâm thì cánh của em sẽ là màu ngũ sắc. Nhưng mà em là dòng quế lâm. Đây, đấy, đấy, đẹp hết con thả lên rồi đấy. Nam mô Phật sư lưu đi qua hương Phật. Bay rồi. Rồi. Đấy là em quế lâm. Tiếp tục là em trà màu. Ô thế cùng nước chung với nhau. Nước chung. Tại vì hai em này ở chung được với nhau. Đây, đây là em trà màu, đây trà màu sẽ có cái màu trên trên đầu của là trà màu. Nam mô Phật sư lưu quang vương Phật. Con thả đi cưng. Nam mô Phật sư lưu quang vương Phật. Đấy, Nam mô Phật sư lưu quang vương Phật. Nó cũng hết 4 túi, túi này 3 con. Ừ, túi này 3 em. Ô, tưởng đất đi chung với nhau rồi. Không phải. À, có mấy con huyết huyết. Ô, thế sao là 3 em một chung một túi rồi? Ừ, có 4 em mà. À, ừ, đúng rồi. Đúng không? Con xà, con gì à? Xáo, xáo đất à? Xáo à, đá, xáo đá, đá chung về bên này rồi, đúng rồi. Ra ngoài riêng còn gì nữa, 3 em ở trong đây. Đúng rồi, là 4, phải là 4. Ôi, dễ thương lắm, đẹp lắm. Đây là loài chim mới đấy. Được gặp huyết nhá, tức là huyết, tức là máu. Con này là con gì đấy? À, đây, con đây, này đây, là đây, con... đây. Ôi, chết rồi, huyết ra rồi. Đẹp thế mà. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quang Vương Phật. Em huyết vừa bay rồi, còn đây là em ngũ sắc ạ. Em ngũ sắc. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Y Quang Vương Phật. Huyết đã bay rồi. Đây nhờ em huyết, dòng huyết này có màu đỏ vừa rồi bay là màu là gọi là huyết, còn đây là huyết cô. Màu cô cũng giống này, màu đỏ. Tức là màu vẫn là dòng giống y nhau nhưng mà đây là màu vàng gọi là huyết cô ạ. Còn lúc nãy là cũng là hình thú như thế nhưng mà màu đỏ thì gọi là huyết ạ. Vậy là chúng con đã phóng sinh xong. Bây giờ chúng con sẽ sang các em dế ạ. Nam mô Phật sư Lưu Ly Qua Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Ly Qua Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Ly Qua Vương Phật. Nam mô Phật sư Lưu Quang 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 Vương Phật. Đây là quang cảnh chúng nơi mà chúng con thả. Chán quá. Em